Vâng, đây các bác cứ từ từ. Hôm ngày hôm kia mới về thì có 3 4 cái các bác đã tranh nhau. Hôm nay các bác chuẩn bị tiền tiếp đi ạ. Em lại về tiếp cho các bác đây. Đài Sony D3000 đẹp xuất sắc. Khỏi phải tranh nhau. À, bác Minh ở Hải Dương chiều nay em chuyển nốt cho bác con D3000 rồi nhé. Xong rồi bác nhé. Đấy, các bác lấy nữa thì bác báo. Vậy là 4 con hôm trước về hết cho bác rồi. Còn đây, về tiếp cho bác, các bác thông cảm nhé. Chỗ kia cổ trẻ, các cháu nó chơi hay chơi đây cùng. Nên em không dọn được, dọn đi dọn lại nó bẩy. Tiếp tục những chiếc đài Sony D3000. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn, cái nào như cái nào. Như trước em đã báo các bác rồi đấy, mức giá vẫn như cũ, 4 triệu 8. Nhưng do đợt này là dịch bệnh nó lên cước, rồi là hàng phải đi theo đường bay, nên là tóm lại là tốn tốn cước lắm. Các bác cho em, mỗi người cho em xin thêm 200. Nó nhanh, nói thì là nhanh. Chứ còn 3 đến 4 năm nay, những chiếc đài này ở trên kênh của em nó đều có mức giá 4 triệu 8. Sony D3000. Đây là một trong những chiếc đài Sony, tập đoàn Sony sản xuất để nhằm kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Sony. Đó nhá, đấy nhá. Màu sơn đẹp lắm đây này. Các nhìn này, đấy, các nhìn này nhá. Đỏ bốc đô rất là đẹp, sang trọng. Nhìn chưa? Rất là sang trọng. Con nào cũng như con nào, nó bốc đô sang trọng chứ không phải là thấy đâu, con nào cũng đẹp. Nhưng do là em quay nó ngược sáng đấy, nếu có con thì bác ấy nhìn thấy nó thâm thâm. Được chưa? Đây là Sony 3000 thì một con như thế này, ví dụ như con này chẳng hạn, cái nắp này của nó đây, chức năng hoạt động của nó đây, các ấn thì nó sẽ gặp cái nắp này, nó để nó che, nó bảo vệ cái mặt bên trong. Bên trong này của nó là chạy đĩa CD này, là đĩa CD được chưa? Đây là đĩa CD và nick bài chuyển bài, rồi chế độ FM, AM, VTV1, rồi nó tóm lại vân vân. Chế độ lock này, system mono. Thấy chưa? Đấy, còn đây là volume này, volume to nhỏ. Đây là nick bài này, dò tần số này. Đấy. Nick bài, dò tần số qua radio. Đấy, thì báo cáo các bác là trên này có những chức năng này, chạy CD này, tuner này, AM, FM này, cổng line. Line là gì? Cổng line này là cổng quý vị có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop vào để nghe trên bộ đàm này. Và riêng chiếc đài Sony D3000 này em bao hay cho các bác, bao phê luôn cho các bác ạ. Không hay, không lấy tiền. Nặng trịch luôn, được chưa? Đấy. Nhìn đây. Tập số cơ chạy, đây là nút nguồn tắt này. Đấy. À, về phía sau thì báo cáo các bác là về phía sau của em nó này, về phía sau của em nó thiết kế này một cổng line vào và một line out ra, nhìn thấy chưa, in này. Thế em quay ngược nó hơi khó, em quay lại này cho bác chỉ có nhìn em nhé. Đây, đây cổng in này vào này, đây là cắm điện thoại máy tính laptop vào đây này, còn đây là cổng ra và có cả cổng quang ấy nhá, cổng quang xuất tín hiệu quang luôn. Thì báo cáo các bác là các bác cứ tham khảo, chứ gõ vào Google thôi là Sony D3000 thì các bác sẽ biết được rằng là chiếc đài Sony D3000 này nó có những tính năng gì và rất nhiều nhé. Đây là nút volume vặn cho súp này, con nào như con nào thôi, chỉ cần giới thiệu một con là ra. Nhưng mà các bác là chiếc đài Sony D3000 này thường thường được các anh em CEO hoặc là phát âm thanh dùng con này để phát chất lượng âm thanh ra những bộ dàn lớn, ví dụ như bộ dàn sân khấu hay sự kiện, bởi vì nó phát ra cái tần suất nó phát ra rất là tốt, có nghĩa là cái tín hiệu từ CD nó xuất đi ra các bộ dàn ấy. Ví dụ như bác hát một cái bộ dàn nhỏ gia đình thì không sao, thì xuất những cái đầu bình bình nó cũng không ok, nhưng mà khi mà đưa ra những bộ dàn công suất lớn hoặc bộ dàn ở ngoài sân khấu sự kiện ấy, mà bác đưa cái tín hiệu ra nó kém, nó yếu, nó không hay, đấy thì họ thường dùng những chiếc này. Và chiếc đài Sony D3000 bác chỉ cần gõ là Sony D3000 thôi thì các bác biết là vào đấy thì sẽ có chi tiết giới thiệu về ngày thành thiết kế Sony D3000 này nằm kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập tập đoàn Sony chẳng hạn. Còn bác chú ý hộ em nhé, thỉnh thoảng mai kia nó về tiếp sẽ có 4 triệu 8 này, là 4 triệu 8 cho con này, bao đẹp xuất sắc cho bác. Còn vẫn có cả hàng dưới 4 triệu, có 3 triệu 8, 3 triệu 9 cũng có, nhưng nó không được đẹp nha, nói thì cho bác nó không được đẹp, nó bị sầy sát, nó bị sứt sát các thứ, nói tóm đi tóm lại là hàng nó không được đẹp lắm, cái gì cũng thế, tiền nào của đấy thôi.
cái gì nó có cái giá của nó, chứ không có chuyện nó đẹp xuất sắc như này nó khác đấy. Đây là những con này là những con hàng tuyển hàng chọn rồi, hàng tuyển hàng chọn hết rồi cho bác rồi. Cái mức giá thì đã báo cho bác rồi, 4,8 triệu một chiếc, đấy là giá cũ từ trên kênh bao nhiêu năm nay rồi chứ không phải bây giờ. Còn bây giờ thì các bác cho em xin thêm 200 nữa, 200 nữa, bởi vì là cước vận chuyển bây giờ rất là cao, nó do dịch bệnh Covid không đi được hàng rất là khó. Nói thế thôi chứ cái đấy là news, đấy là cái chung, xu hướng chung rồi, nhưng mà nó bị đẩy lên nên bắt buộc em cũng nói thế để cho bác hiểu cũng cả. Chứ còn nó mà nhẹ nhàng thì em chỉ muốn là bán giảm, nhưng mà bây giờ các bác rất là khó kiếm được hàng, này rất là khó. Đây nhá, các bác khỏi phải xôn xao nhá, 4 con kia hết rồi, hôm nay tiếp tục cho các bác, bác nào lấy liên hệ với em. Mức giá vẫn như cũ nha, 4,8 triệu một con. 4,8 triệu, chào em, chào các bác.